Chào con, cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hải Yến, cô là giáo viên của trường Tiểu học Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin chào mừng con đến với bài giảng e-learning môn tự nhiên xã hội lớp 3. Đây là một bài giảng điện tử được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những hoạt động nhẹ nhàng, những trò chơi bổ ích và lý thú, cô tin chắc rằng con sẽ tự tin chiếm lĩnh tri thức. Cô xin chúc con có một buổi học thật vui và bổ ích.